nha. Chào các bạn trẻ. Dạo gần đây mình có xem vài video YouTube mà mình đã bị shock. Video thứ nhất là đó là video beauty YouTuber của Hà Nội về những điều bạn ấy đã hối hận khi bước vào tuổi 30. Điểm chung là họ đều nói họ hối hận vì khi 20 tuổi không thoa kem chống nắng cẩn thận. Khi còn trẻ thì nó không lộ rõ, nhưng khi 10-20 tuổi mà không chống tia UV cẩn thận thì khi bước vào tuổi 30, nếp nhăn hoặc tàn nhang sẽ xuất hiện nhiều và rõ. Và cũng có nhiều người hối hận vì không thoa kem chống nắng ở cũ. Nhưng video mình xem tiếp theo đó cũng hơi shock. Trên YouTube có một kênh Hàn Quốc giới thiệu về phòng thuê của mọi người. Một hôm họ đến phòng của bạn nào đấy và thấy nhà đấy xong tối giản đến mức trong nhà đồ vật chỉ có 1-2 cái thôi. Trong nhà không có thìa đũa. Chú nhà là người theo chủ nghĩa tối giản tới mức ăn ới nói tống tất cả đồ vật ăn ới sổ hụ chưa đến 50. Và trong 50 món đồ đó thì có một món đồ là kem chống nắng. Thời tiết Việt Nam vô cùng nóng, ăn nắng gay gắt nên từ trước đến giờ có như vậy nhờ mình giới thiệu kem chống nắng. Gần đây xem các video này mình mới nảy ra suy nghĩ phải up video về kem chống nắng thôi. Hôm nay hãy sẽ giới thiệu cho các bạn hai loại kem chống nắng mình đã dùng và thấy vô cùng ưng ý. Chính là sản phẩm của Thôi Đen lần trước đã nhận được phản ứng vô cùng tốt từ các bạn. Và lần này cũng không thể nào chiếm được sale event đúng không? Lần này Thôi Đen và Shopee đang tổ chức một sale event lớn. Nếu các bạn cherish sử dụng code giảm giá bí mật thì có thể mua được các sản phẩm của Thôi Đen hiện đang hot nhất Hàn Quốc với giá sale tới 50%. Nên các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Thôi Đen là vua của các bài review tại Hàn Quốc, đứng vị trí số 1 trong 4 năm liên tiếp của Olivia. Chỉ riêng tại Hàn Quốc đã có hơn 200.000 bài review. Mình đã nói với các bạn nó là thương hiệu được công nhận và đáng tin ở Hàn Quốc. Ở trong video lần trước mình đã giới thiệu sản phẩm bán chạy nhất của Thôi Đen và là sản phẩm được nhân giải thưởng Olivia 2 năm liên tiếp. Có quá nhiều comment like đang xem của họ với em. Cảm ơn chị vì đã giới thiệu cho em một thương hiệu tốt thế này. Nhờ có chị mà em đã mua được những sản phẩm khác của Thôi Đen với giá rẻ vân vân. Nên mình đã vô cùng hài lòng. Lần này Thôi Đen lại ra mắt hai dòng kem chống nắng. Các bạn nghe hướng dẫn và chọn loại phù hợp với loại da với mục đích sử dụng của các bạn là được nhé. Mình dùng Drive-In Toner rất nhiều hàng ngày, nhưng vì lượng của nó nhiều nên còn tận từng này. Mình đã dùng hết Drive-In Serum. Lần trước mình đã giới thiệu cho các bạn serum xếp hàng 1 trong các serum ở Olivia. Bây giờ không còn nữa. Chút xíu. Cực kỳ tốt. Ok, tiếp theo là bước quan trọng nhất là kem chống nắng. Ta-da! Dive-In Moisture Sun Cream. Kem chống nắng này được ra mắt cùng nguồn với Dive-In Serum. Kỳ diệu là cái này tuy là kem chống nắng nhưng nó thấm vào da như Dive-In Serum. Nó không phải đụng lại bên trên của da mà giống như kem dưỡng ẩm vậy. Cảm giác giảm vào da như Dive-In Serum. Có độ ẩm nhưng không hề bết dính. Thứ mình ghét nhất là tóc dính vào mặt. Các bạn hãy nhớ thoa trên cả cổ nữa nhé. Ok. Quán cà phê của mình lúc nào cũng phải mở cửa sổ như này. Ăn nắng mặt trời rất mạnh đúng không? Có lần mình cứ ngồi mà không nghĩ gì và sau đó tay mình đỏ lên như bị bỏng vời. Vì thế kể từ khi bắt đầu mặc áo cọc, mình luôn cẩn thận thoa kem chống nắng cả vào mặt và cánh tay. Và kỳ diệu thay chắc nhỏ thế mà mình không bị đen đi. Bình thường kem chống nắng có độ duy trì kém nên thoa xong phải tiếng sau lại phải thoa lại. Nhưng kem chống nắng trái với Moisture Sun Cream này tuy cung cấp độ ấm mà lại giúp ngăn tia UV tới tận 24 giờ. Vì thế nên dạo này mình không sợ ăn nắng nữa. Tất nhiên là kem chống nắng cũng quan trọng với các bạn nữ. Nhưng bình thường các bạn nam không make up, chỉ thoa lotion qua loa thôi, kem chống nắng cũng có lúc thoa lúc không. Hay không phải nhỉ, bạn trai của Harry cũng dùng mỹ phẩm All in One này nha. Đã rất là thô ráp. Mình liên tục nhắc nhở bạn trai không dùng mỹ phẩm đó nữa. Thay vào đó hãy dùng cái này, hãy dùng cái này đi. Nên nhỏ này, bạn trai mình đẹp lên hơn nhiều rồi. Vì thế nên nhỏ này bạn trai mình lúc nào cũng nói cảm ơn mình. Nhưng bạn trai mình vốn không quan tâm đến nha.
cũng đang chăm chỉ thoa kem chống nắng mọi người. Thế nên các bạn biết kem chống nắng quan trọng thế nào rồi đúng không? Gần đây bạn trai mình bảo đã dùng hết kem chống nắng rồi, nên mình đã bảo bạn trai mình thử dùng kem chống nắng mới nhất của Trident. Ừ, 새로 나온 거거든. 어때 어때? 발림성이 좋은데? 그래? 끈적이 있는 거 같아? 전혀. 전혀? 아, 오. 깔끔해. 남자도 쓰기에 딱 좋을 것 같아. 오. 좋은데? 바른 듯 안 바른 듯. 산뜻해요. 오. 멘트 좋다. Ban ngày, có ngày lại đi làm vào sáng sớm. Nhưng mà buổi sáng thường có rất ít thời gian đúng không? Bây giờ cũng không có thời gian. Make up quá phiền và còn muốn ngủ thêm nữa. Những lúc như vậy, mình loại thoa Balanceful Tone Up Sun Cream. Lúc nãy mình đã nói lần này Trident cho ra mắt hai dòng kem chống nắng. Mình đây bên nhiều độ ấm mình vừa giới thiệu cho các bạn gọi là kem chống nắng Trident Moisture Sun Cream. Còn đây là Balanceful Tone Up Sun Cream. Như mình đã nói ở video trước, dùng Balanceful là dùng dành cho da mụn. Vì thế nên sản phẩm này vừa giúp tone up một cách tự nhiên, vừa là dòng kem chống nắng dành cho da nhạy cảm hay bị mẩn ngứa. Thực chất Việt Nam nóng nên có những ngày chẳng mua makeup. Nhưng nếu chẳng makeup tí nào thì lại có cảm giác không bảo vệ da và lại muốn trông kém xinh hơn lúc makeup một tí thôi. Thôi lại phải thoa kem chống nắng nữa. Thì những lúc như vậy, kem chống nắng Tone Up Cica Balance chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Điểm thích của cái này là nó vừa ấm lại có chứa thành phần bột nữa, nên không có cảm giác gọn gòn, nó mềm mại đến mức có thể dùng làm lớp nền trước khi makeup cũng được. Vì thế nên những buổi sáng không có thời gian mình chỉ thoa cái này makeup qua rồi đi làm. Và khi nhạy cảm và có cảm giác chuẩn bị mục mực thì mình còn dùng kem chống nắng Cica Tone Up này. Ok, mình thực sự không có thấy ra mọi người. Đi chai cho đá này ạ. Thì vô cả. Nếu thoa kem chống nắng này thì không cần dùng foundation mọi người. Rồi từ mít thế chút nữa. Người có thấy cái sự khác biệt không? Tóm lại là chỉ cần nhìn tên của kem chống nắng Dive Moisture Sun Cream, đây là loại kem chống nắng có độ ẩm rất cao khiến bạn liên tưởng đến kem dưỡng ẩm, vừa tươi mắt. Ưu điểm của kem chống nắng hóa học là có độ bám tốt và da không bị trắng bệch. Nhược điểm là có thể dẫn đến da bị sần sùi. Nhưng kem chống nắng Dive này có chứa thành phần panthenol và allantoin giúp làm dịu lành da nhạy cảm. Cái thiện nhược điểm của kem chống nắng hóa học và điều thích nhất là chỉ cần thoa một lần thôi có thể duy trì hiệu quả chống tia UV trong 24 giờ. Điều này rất quan trọng. Trái với Moisture Sun Cream này phù hợp với tất cả mọi loại da nhé. Kem chống nắng Balanceful có chứa bột nên rất thích hợp cho làn da nhạy cảm với cảm giác tươi sáng và sạch sẽ. Đây là kem chống nắng Tone Up giúp nâng tone của da đỏ, da vàng, tất cả mọi loại da. Nhìn thế này các bạn sẽ thấy nó màu hơi xanh là cây, nên giúp cover các nốt đỏ. Sản phẩm này là kem chống nắng vật lý. Ưu điểm của kem chống nắng vật lý là ít kích ứng, nhưng nhược điểm là khi thoa lên da thì da sẽ trắng lên một cách không tự nhiên và rất cứng. Nhưng kem chống nắng Tone Up Cica Balanceful này có chứa thành phần bột nên không hề có cảm giác cọng cơn. Sau khi thoa lên da, da không trắng lên đột ngột mà chỉ có cảm giác da đẹp hơn một cách tự nhiên. Những bạn có lại da nhạy cảm, bị sần sùi, không make up nhưng muốn trông đẹp tự nhiên và đồng thời muốn chống tia UV thì nên dùng Balanceful Tone Up Sun Cream nhé. Mọi người ơi, ngày 24-25 là ngày Shopee Korean Beauty Sale và Trident dự định sẽ tổ chức event hạ giá trong vòng 2 ngày cho tới ngày 27. Thêm nữa, các bạn Cherish sẽ có cơ hội sử dụng voucher code với số lượng có hạn. Số lượng có hạn nha. Để có thể mua sản phẩm với mức giảm giá lên tới 50%. Có hai loại voucher code khác nhau, nó khác nhau về ngày tháng, nên các bạn hãy kiểm tra thật kỹ để sản phẩm vào giỏ, rồi khi nào nó rẻ nhất thì hãy mua nhé. Ok, video này kết thúc tại đây. Vậy hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé. Những ngày không make up và chỉ thoa kem chống nắng thôi, các bạn cũng nhất định phải tẩy trang nhé. Thỉnh thoảng có vài bạn nói hôm nay mình chỉ thoa kem chống nắng thôi nên dạo mắt qua thôi cũng được. Nhưng những ngày thoa kem chống nắng càng cần thiết phải tẩy trang kỹ hơn. Vậy là good night mọi người.